Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng sân bay Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo quyết định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền với dự án là Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Nhà đầu tư đề xuất là báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án sân bay Quảng Trị là công ty cổ phần tập đoàn TNT. Sân bay Quảng Trị được xây dựng tại các xã Do Quang, Do Hải và Do Mai, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất hơn 265 ha, công suất theo quy hoạch 1 triệu hành khách một năm và 3.100 tấn hàng hóa một năm. Theo quyết định, dự kiến thời gian thực hiện dự án sân bay Quảng Trị là 50 năm, trong đó giai đoạn chuẩn bị dự án và đầu tư xây dựng từ năm 2021 đến năm 2024, thời gian thực hiện đầu tư xây dựng 22 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, thời gian vận hành thu phí hoàn vốn 47 năm 4 tháng. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP gồm dự án thành phần 1, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ quan nhà nước tại sân bay, thực hiện theo hình thức đầu tư công. Dự án thành phần 2, xây dựng sân bay, thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, loại BOT. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án sân bay Quản trị cho cả hai giai đoạn dự kiến là 5.822 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là 2.913 tỷ đồng, bao gồm vốn do nhà đầu tư huy động là 2.680 tỷ đồng và vốn ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư là 233 tỷ đồng. Giai đoạn 2 là 2.909 tỷ đồng, bao gồm vốn nhà đầu tư là 2.829 tỷ đồng và vốn ngân sách nhà nước 79,7 tỷ đồng. Mục tiêu dự án sân bay Quản trị là đáp ứng nhu cầu vận tải đường hàng không ngày càng tăng cao, góp phần thúc đẩy phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, đồng thời đảm bảo tính cơ động cao trong việc phòng thủ, cũng như trong công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo quốc phòng an ninh của khu vực Trung Bộ nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải.